chào các bạn. Mấy bữa nay vì cái việc cá nhân của gia đình cho nên không có quay những cái video để tặng quý vị và các bạn được. Hôm nay thì trở lại với công việc bình thường thì tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn một cái video có tên là định giá để làm gì, định giá để làm chi. Có một cái chị khách hàng trong cái quá trình mà tôi đi giúp chị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong cái vụ tranh chấp đất đai đó, thì cũng đã song hành với chị cũng thời gian dài với tư cách là nguyên đơn, thì chuẩn bị định giá thì tòa xuống định giá thì chị mới hỏi với tôi là chị Thu ơi, vậy định giá để làm gì, định giá để làm chi vậy? Thì tôi đã trả lời chị và hôm nay cũng thông qua cái câu định giá để làm gì, định giá để làm chi giúp cho quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cái quy định của pháp luật về định giá trước, rồi chúng ta sẽ cùng với luật sư cùng nhau để mình giải thích định giá để làm gì, định giá để làm chi nha quý vị và các bạn. Theo điều 104 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, đương sự có quyền cung cấp tài sản đang tranh chấp thỏa thuận về giá tài sản đang tranh chấp. Thì theo một cái quy định văn bản dưới luật thì các bên đương sự có quyền thỏa thuận về giá của giá trị tài sản tranh chấp. Thứ hai, các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho tòa án. Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định về thẩm định giá tài sản. Thứ ba, tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập hội đồng định giá khi thuộc trong các trường hợp sau đây: A. Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự. B. Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản. Các bên thỏa thuận với nhau và tổ chức thẩm định theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ của nhà nước hoặc người thứ ba, hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản là vi phạm pháp luật khi thẩm định giá, định giá. Thôi nói rất là nhức đầu. Chúng ta đưa về cái thẩm định giá làm gì, thẩm định giá làm chi. Tôi đưa vào trường hợp cụ thể của chị khách hàng tôi luôn. Ông A, ông mua đất của nhà ba mẹ của chị. Chị do chị là người đi đại diện ủy quyền. Khi mà mua như vậy thì gia đình phía bên ông A, ông chỉ trả được có 30% và sau đó đã sang tên đăng bộ. Thì các bạn biết rồi, sau khi sang tên đăng bộ thì các bên vẫn chưa có hoàn tất cái việc giao nhận tiền, cho nên phía bên gia đình đình chị đã khởi kiện ở tòa án. Thì trong quá trình khởi kiện ở tòa án thì các bạn biết rồi, từ năm kể từ khi hai bên xác lập một cái giao dịch này từ năm 2010 mà hôm nay là tới ngày mà tôi làm video này là năm 2018, vậy là tới 8 năm. Bất động sản mà nó sẽ lên. Nếu chung trường hợp mà tòa án mà hai bên, ví dụ tại thời điểm đó các bên giao dịch với giá là 300 triệu thì hôm nay miếng đất nó không còn là 300 triệu nữa mà nó sẽ lên rất là cao. Mà để cơ sở trong cái quy định của pháp luật, nguyên đơn không biết, bị đơn không biết thì tòa án tiến hành định giá, thẩm định giá trị tài sản. Thì như vậy đó quý vị và các bạn, hai mục đích để thẩm định giá. Thứ nhất đó là căn cứ để tòa án tính án phí. Thứ hai là căn cứ để tòa án tuyên trong một cái bản án. Tôi trở lại vấn đề thứ nhất. Nếu trong trường hợp tòa án các bên giao dịch từ năm 2010 với giá trị tài sản là 300 triệu thì tại thời điểm năm 2018 tòa thẩm định giá, tòa án thành lập một cái hội đồng thẩm định giá với giá tài sản là 1 tỷ đồng thì tòa án sẽ có cái phán quyết chấp nhận yêu cầu của bên A. Vậy thì bên còn lại sẽ có nghĩa vụ
đóng ăn phí. Và ý nghĩa thứ hai rằng là nếu trong trường hợp ví dụ các bên giao dịch với cái giá đã đưa là 30%, vậy thì 30% tại thời điểm năm 2018 nó sẽ là 30% nhân với cái giá trị thẩm định giá nếu tòa án tuyên bố ai là người lấy đất. Thì dĩ nhiên trong trường hợp mà đưa ra những tình huống thực tế như thế này thì quý vị và các bạn sẽ dễ dàng, dễ hiểu trong những trường hợp thực tế. Tôi trở lại vấn đề định giá để làm gì. Định giá, tòa án là một cái cơ quan quyền lực, tòa án không thể nào tự mình mà có những cái phán quyết, phải dựa vào một cái cơ quan thứ ba để có những cái chính xác. Tòa án không phải là một cơ quan, chỉ là một cái cơ quan quyền lực. Tòa án dựa trên những chứng cứ mà nguyên đơn đưa ra, những chứng cứ mà bị đơn đưa ra. Chứng cứ là thẩm định giá, chứng cứ là hợp đồng chuyển nhượng, chứng cứ là việc giấy giao tiền. Tất cả các nguồn chứng cứ đó và tòa án sẽ nhận định lại, quan tòa mà, nhận định lại. Đúng rồi, trong trường hợp này chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, bác yêu cầu của nguyên đơn, tuyên hợp đồng này vô hiệu. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào nói những cái trường hợp này là trường hợp kia được nha. Có một số anh chị em trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi thấy nó na ná chương trình giống như trường hợp của tôi, cho nên tôi thấy được đúng. Nhưng nếu trong trường hợp may mắn mà mình y giống 100% thì chúng ta áp dụng. Còn lại thì chúng ta sẽ coi chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta như một người bạn đồng hành của quý vị và các bạn trong quá trình các bạn không có luật sư, các bạn đơn độc một mình trong quá trình đi tòa. Tôi chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và một ngày mới an lành. Xin trân trọng cảm ơn.